Trung Kim Ô Tô chào bác trai ở thành phố Vĩnh Trụ. Bác này là bác ấy có phục dựng chiếc xe Win huyền thoại 100 nhà em. Biển số 26K1 0393. Đấy, em làm biển đẹp chưa? Làm sạch sẽ đẹp đẽ nhá. Xi nhan mềm nhũn này, zin này, em tả đồ zin này, xi nhan zin này. Tay dắt zin này, yên zin này, bình xăng zin này, bô không chữ này, cần số zin này. Hơi zin, đầu bò zin, củ máy. Đấy, lốc nhấp là zin hết, cần phanh zin. Đấy. Xi nhan đằng trước zin mềm nhũn này. Đấy, thụt zin này. Rè linh kiện nhá. Hay nói cái rè lô đi cho nhiều anh em đỡ kêu. Hay một một nữa là với em anh nhắc lại này. Em nhắc lại lần này trên video này. Tất cả những gì Trung Kiên nói zin thì em khẳng định anh em nói là zin. Còn những gì Trung Kiên nói là linh kiện hay một một hay là lô hay là tàu ấy thì nó chỉ là cách gọi thôi. Anh em muốn gọi gì thì gọi, nó không phải zin. Được chưa? Để tránh trường hợp nhiều anh em lên mạng chả biết soi mói gì cứ ngồi quay ra soi mói. Đấy. Bình xăng zin anh em nhìn này, yên zin đẹp không? Em vẫn tư vấn anh em rằng nếu anh em có điều kiện, anh em chỉ vào ba thứ thôi: thu trước zin, bình xăng zin và yên zin. Ba thứ này nó là con xe nó khôn hẳn lên rồi. Còn nếu anh em có điều kiện, anh em có thể vào đồng hồ, vào pha đèn, vào xi nhan, vào cùng công tắc, vào tay dắt, vào thụt sau, vào chắn xích, vào càng. Đấy, nhiều thứ lắm. Đấy. Thì chiếc xe này em có phục dựng full mới lên. Tổng trọn gói chiếc xe này phục dựng full mới là 19 triệu. 19 triệu anh em nhé. Đúng ra nó là 20 triệu nhưng mà bác này bác ấy gần nhà em. À, bác này là con cháu của bà mà em gọi là bà em chơi. Bà em đấy, bà em đấy. À, và ông anh em chơi. Đấy, mọi người chơi với nhau ấy. Đấy gọi là anh em mình từ từ ngữ đấy, đây là gọi là người quen. Gọi là người quen. Thế là em phục dựng cho bác thôi. Em vừa tặng bác cái ship. Vì nó gần mà, cách nhà em có 20 cây. Đấy, quê gốc em là Lý Nhân, còn đây Phủ Lý này em mua đất và lập nghiệp làm nhà ở trên này. Đấy. Thì em sẽ xin phép em quay qua vòng con xe này để cho tất cả anh em xem. 19 triệu em dọn lên nhá. Nhấn mạnh là 19 triệu. Nhưng mà những anh em khác là 20 triệu nhá. Em nói rõ là 20 triệu. Nhưng đây em có 19 triệu này. Anh em nhìn quay lại vòng này. Đấy. Xi nhan zin này. Mềm nhũn này. Pha đèn zin này. Vành đèn zin, gáo đèn zin này. Xi nhan bên này zin hết nhá. Rè này. Linh kiện này. Thu trước zin này. Mai ơ zin đũa. Vành bánh made in CA nhá. Đây củ máy anh em nhìn kỹ củ máy này. Phê chưa? Đấy anh em để ý lúc bác gửi em xe này đồng nát sắt vụn luôn đây. Chế này, lốc này, cần số này. Đấy, bình xăng dán tem nhà em tự in nhá. Đấy, có rất nhiều anh em nổi tiếng đã từng mua xe in nhà em rồi. Thụt sau made in Zoya nhập về nhá. Đấy, chắn xích zin nhá, càng zin, tay dắt zin, xi nhan sau zin, biển 26K10393, bô không chữ. Càng zin mọi thứ như video đây. Em làm trọn gói có 20 triệu thôi. Nhưng bác này em lấy có 19 triệu. Thì bây giờ là em sẽ ship tận nhà bác cái chiều nay. Đấy, bây giờ em sẽ ra quay video chiếc xe này. Và em quay hai chiếc xe Win game muốn bán. Hai Win hôm em mới về, hồ sơ cầm tay màu đỏ màu đen giá trên 100 triệu với 100 triệu. Anh em mua xe phục dựng xe Win thì cứ theo dõi Trung Kiên, ủng hộ Trung Kiên nhé. Chủ mua thì alo cho em qua số hotline 0778 24488 hoặc 0358 444 888. Đấy, Zalo mới, còn hotline mới của em là 0354 756789. Bây giờ em xin phép là em lổ máy lên cho anh em nghe tiếng có mic và không mic nhá. Đây, bật chìa khóa lên này. Đấy, bật chìa khóa lên giận này. Lổ luôn nhá. Này. Đây là có mic nhá. Đấy, em rút mic ra này. Rút mic ra này. Đấy, rút mic ra này. Đấy, nghe tiếng không mic này. Đấy. Đấy. Đây anh em nhá. Em lổ máy cho anh em nghe này và cùng bác xem này. Đấy, rồi. Đấy. Đấy, này. Nghe này. Đấy. Đấy, tiếng qua mic và không mic này, không mic nhá. Anh em thấy nó lổ từng tiếng không? Em nó có một ông thợ ông mới đến ông làm nhà em. Làm củ máy siêu chất luôn, lổ từng tiếng anh em này. À. Êm thít này. Êm thít này. Đấy, từng tiếng này. Từng tiếng thở nhá, anh em nghe từ máy đã biết là chất như nào rồi. Còn thôi thì em chỉ mong anh em hiểu này này. Mua xe Win nhà em, thứ nhất tiền nào của ấy thôi. Đấy, giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu. Và anh em đến với Trung Kiên là được việc chứ không phải cho xong việc. Còn em luôn giao xe tận nhà anh em đi thử kiểm tra mới trả tiền. Đấy này. Đấy này. Đấy. Tất cả xe anh em bán ra là em đều bảo hành cam kết cho anh em trong vòng 1 năm. Anh em nghe rõ nhá. Bảo hành 1 năm. Về máy móc anh em đi có bất kỳ vấn đề gì em sẽ làm lại miễn phí. Nếu anh em ở xa thì có hai trường hợp: một, anh em gửi xe cho em chịu mọi chi phí. Hai là anh em có thể mang hiệu gần nhất căn chỉnh sửa cho em, chi phí bao nhiêu em gửi tiền. Đấy, ba nữa là em có thể tiện đường em đến em trở về em bảo hành cho anh em. Còn xe anh em bán ra, tất cả những xe anh em mua nhà em nếu bị lỗi về an ninh hay lỗi gì mà lặng liên quan đến không thì đừng được thì em sẽ lấy lại đủ giá tiền. Còn những cái lỗi lặt vặt anh em chỉnh sửa giúp em.
Đấy, còn vấn đề gì nữa hơn nữa thì cứ gửi cho em bảo hành nhá. Đấy, em rõ ràng công khai nhá. Đấy, bây giờ em chuẩn bị ship chiếc xe này về cho bác trai ở Vĩnh Trụ nhá. Em thít anh em ạ. Đấy, em cắm mic vào nhá. Anh em nghe thử tiếng mic nhá. Đấy, xem có mic nó khác nhau không nhá. Này. Đấy. Có mic nghe nó khác anh em ạ. Nghe tiếng mic nó khác. Từng tiếng anh em nhá. Đấy. Ok nhá, đây này em nhắc lại chiếc xe Win này. Em phục dựng là chọn gói là có 19 triệu cho bác thôi. Đúng ra là 20 triệu nhưng bác gần nhà em. Em là 19 triệu. Bác gửi cho em hai cái xác xe thì bác chọn cái biển này để bác phục dựng. Đó, tất cả mọi thứ êm ái nhá. Anh em lên tiếng máy anh tự biết rồi. Bây giờ em xin phép là em ra quay chiếc xe này, 12 chiếc xe kia. Em dắt chiếc xe này. Ken ơi. Em dắt chiếc xe này ra kia để anh có cái xe ví dụ luôn. Anh quay một vòng ba tổng ba chiếc xe này để cho anh em phân biệt được thế nào là zin, thế nào là lô, thế nào là phục dựng mới, thế nào là mộc. Mộc thì nó mãi mãi là chân quý nhưng nó theo thời gian nó bẩn thỉu. Đấy, còn mới này thì nhiều anh em thích mới. Có những anh em nói thẳng luôn đấy, tôi không cần biết như nào, tôi cứ thích mới. Nhưng có những anh em bảo tôi thích mộc đấy, tôi đấy là quyền cá nhân của anh em. Và anh em nhấn mạnh em chỉ là người đưa đò thôi. Anh em thích mộc em có mộc, anh em thích mới em có mới. Đấy. Đây cả hàng em đây nhá. Đấy, bãi xe Win nhà em ở ngoài này. Đấy, bãi xe Win đây anh em này. Đấy. Bây giờ em sẽ lên cho anh em ba chiếc xe này. Em đăng ba chiếc xe lên cho anh em công khai. Để anh em biết thế nào là mộc, thế nào là mới. Ken quay đi Ken. Đấy nhá. Ba chiếc này. Chiếc này của em là em mua 120 bán 123. Chứ em mua là 93 bán 98. Và giá trong 3 ngày, sau 3 ngày không bán ra nữa. Còn ngày chốc em ship tận nhà khách hàng. Đấy, anh em nhá. Đấy, anh em phục dựng xe Win thì theo dõi em kết bạn Zalo với em qua số 0778 24 48. Hoặc 0358 444 888. Zalo mới, hotline mới của em 0354756789. Nhấn mạnh là em sẽ ship tận nhà anh em dù anh em mua bất kỳ xe nào. Anh em đi thử kiểm tra, gọi đến thợ đến kiểm tra, ok mới trả tiền. Đấy là uy tín anh em nhé. Ok.